Chiều tối qua, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập sâu. Cơn mưa bắt đầu vào khoảng 4 giờ chiều và kéo dài tới gần 7 giờ tối mới tạnh hoàn toàn. Nhiều tuyến đường lớn tại thành phố Thủ Đức cùng với nhiều quận huyện như huyện Hóc Môn, Bình Chánh, quận 1, Gò Vấp, Bình Tân bị ngập nặng. Và mưa lớn ngay vào giờ tan tầm đã khiến cho giao thông hỗn loạn. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt mưa diện rộng trên khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài cho đến hết ngày mốt. Tại tỉnh Quảng Nam, ba em nhỏ là anh em ruột vừa tử vong do bị đuối nước. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức vào chiều qua. Ba anh em đi theo ba mẹ xuống khu vực sông Khang, đoạn chảy qua xã Bình Sơn để cào đáy hến từ sáng. Đến trưa thì ba anh em mất tích. Sau khi phát hiện, người dân địa phương cùng gia đình nạn nhân đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm, vớt ba anh em lên bờ và đưa đến trạm y tế xã Bình Sơn cấp cứu, nhưng ba em đã không qua khỏi.